Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình với bản tin Hoa Thịnh Đốn. Và để tiếp tục, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi IV News về trí tuệ nhân tạo kỳ 2. Large Scale Machine Learning là một mảng liên quan đến thiết kế, mở rộng các thuật toán với nguồn dữ liệu rất lớn, giúp thiết bị thông minh học tập. Deep Learning là những lập trình phản ứng liên quan đến mạng thần kinh nhằm giúp các ứng dụng thông minh có thể nhận diện hình ảnh, nhãn dáng video, và các hoạt động Deep Learning đang lấn sang các lĩnh vực khác như xử lý âm thanh, lời nói và đáp trả ngôn ngữ tự nhiên. Reinforcement Learning là một khuôn khổ quy định giúp ứng dụng thông minh nhận thức sự việc và đưa ra các quyết định dựa trên kinh nghiệm theo khuôn khổ đó. Reinforcement Learning hứa hẹn sẽ giúp AI phát triển, đưa các ứng dụng thông minh vào thế giới thực Gần đây, các chuyên gia tập trung huấn luyện robot nhằm giúp ứng dụng thông minh này có thể tương tác với thế giới xung quanh theo những cách có thể dự đoán mà không cần lập trình theo từng hành vi cụ thể. Computer vision là mảng giúp ứng dụng thông minh nhận dạng hình ảnh. Máy tính lần đầu tiên có thể thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến nhận dạng hình ảnh tốt hơn mắt người. Nhiều nghiên cứu hiện nay đang tập trung vào phát triển khả năng nhận dạng hình ảnh tự động và phụ đề video. Natural language processing là mảng nhận dạng giọng nói tự động. Các nghiên cứu về natural language processing đang tập trung phát triển các hệ thống tinh vi và có khả năng tương tác với người qua hộp thư điện thoại. Bên cạnh đó, cũng có những tiến bộ trong lĩnh vực chuyển ngữ giữa các loại ngôn ngữ khác nhau và ngày càng có nhiều tương tác thực như giữa người với người. Các hệ thống kết hợp các mô hình nghiên cứu và thuật toán giúp tạo ra các ứng dụng có khả năng tự quản, phối hợp và làm việc với các ứng dụng khác cũng như con người. Crowdsourcing và những phương pháp nghiên cứu tính toán như người giúp các hệ thống máy tính có thể tự giải quyết các vấn đề chuyên môn mà một máy tính bình thường không có khả năng giải quyết tốt. Algorithmic Game Theory và Computational Social Choice giúp AL giải quyết những tính toán liên quan đến kinh tế xã hội, ví dụ cách hệ thống xử lý các ưu đãi có khả năng sai lệch như người hoặc hãng tham gia có thể được các hệ thống al tự động đại diện nghiên cứu mạng lưới các thiết bị có kết nối internet cho thấy các kết nối giữa thiết bị như app ứng dụng xe cộ nhà cửa và máy ảnh có thể tương tác chia sẻ thông tin phục vụ cho công nghệ thông minh neuromorphic computing là mảng công nghệ học cách xây dựng mạng lưới neuron sinh học để sử dụng hiệu quả hardware và hệ thống máy tính Neuromorphic computing thường có các mô đun riêng biệt cho đầu vào đầu ra các lệnh xử lý và ổ nhớ chính sách phát triển ai hiện tại và trong tương lai thước đo thành công của ai là giá trị các ứng dụng mà chúng ta tạo ra cho cuộc sống con người trên tinh thần đó các ứng dụng nên được thiết kế làm sao cho phép mọi người có thể hiểu rõ hệ thống ai sử dụng và xây dựng lòng tin đối với lĩnh vực này các chính sách công sẽ giúp hoạt định xã hội thích ứng với các ứng dụng của AI, mở rộng các tiện ích và giảm thiểu các lỗi, cũng như những trục trặc khó tránh khỏi trong khi phát triển lĩnh vực. Nhiều người lo ngại về cách bảo mật quyền riêng tư và bảo đảm công bằng trong chia sẻ các lợi ích từ AI. Với tốc độ phát triển hiện nay, AI đang là một trong mối quan tâm hàng đầu. Hội đồng nghiên cứu cho biết tất cả các mảng AI thuộc chính phủ đều yêu cầu trình độ chuyên môn cao, hơn nữa, hội đồng khuyến nghị cần loại bỏ những nghi ngờ về sự công bằng, an ninh, quyền riêng tư và ý nghĩa xã hội đối với hệ thống AI và nên tăng ngân sách công cũng như tư nhân để hỗ trợ phát triển AI. Hiện Hoa Kỳ có ít nhất 16 cơ quan riêng biệt làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến AI. Những tiến bộ nhanh chóng của AI và đặc biệt là các ứng dụng ai đòi hỏi các chuyên gia thuộc lĩnh vực này phát triển các khái niệm hàm nghĩa mới trong luật và chính sách ai sẽ chịu trách nhiệm trong một vụ tai nạn xe tự động hay một thiết bị y tế thông minh không thành công làm sao có thể ngăn chặn ứng dụng ai phân biệt chủng tộc hoặc gian lận tài chính người nào sẽ nhận được lợi ích của công nghệ ai và ai sẽ bảo đảm việc đổi trả khi các công nghệ bị lỗi thời khi ai được sử dụng rộng rãi sâu hơn vào các quy trình công nghiệp, sản phẩm tiêu dùng. Các chế định pháp lý cần được điều chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh các lợi ích của AI, Hội đồng nghiên cứu không đề cập khả năng hệ thống AI tra tấn tự động sẽ gây hại cho người. Mặc dù các kỹ thuật toán AI có thể sẽ ít có sai lệch hơn so với người bình thường, nhưng vẫn tồn tại những thách thức kỹ thuật, bảo đảm các dữ liệu cung cấp cho ứng dụng AI, đưa ra quyết định có gây hại như phân biệt chủng tộc, tình dục định hướng, hoặc các yếu tố khác. Những thay đổi công nghệ AI mang lại có thể tạo ra nhiều quy định và khó khăn hơn, có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Sự kém hiểu biết về AI sẽ có thể dẫn đến việc chống đối phát triển công nghệ này và loại bỏ những lợi ích mà AI có thể mang lại cho con người. Chế định pháp lý sai lệch sẽ là một tai họa bi thảm, tương tự như ngăn cản sự đổi mới AI hoặc chuyển lĩnh vực sang các vấn đề pháp lý khác cũng sẽ gây phản tác dụng may mắn thay các nguyên tắc hướng dẫn thành công đã tạo ra một điểm khởi đầu cho các công nghệ kỹ thuật số hiện tại trong quy định về quyền riêng tư chế định pháp lý cùng các yêu cầu minh bạch và thực thi có ý nghĩa đã khuyến khích các công ty phát triển quy trình và đào tạo nhân viên chuyên nghiệp bảo đảm các quyền riêng tư tham gia với các bên liên quan và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tiễn từ đó thúc đẩy các hiệp hội thương mại chuyên môn và các ủy ban truyền bá trao đổi những phương pháp hay nhất. Các nhà quản lý có thể tăng cường các hoạt động đạo đức liên quan đến giải trình nội bộ và bên ngoài, tăng cường tính minh bạch và chuyên môn hóa, thay vì phải tuân thủ các quy định kiểm soát chặt chẽ và hạn chế. Tranh luận về cách sử dụng AI tốt nhất có thể làm cuộc sống và xã hội của chúng ta thêm phong phú, đồng thời khuyến khích sáng tạo trong lĩnh vực này là một nhu cầu khẩn thiết quan trọng. Công nghệ AI có thể mở rộng sự bất bình đẳng về cơ hội trong xã hội chúng ta. Tuy nhiên, công nghệ này sẽ cải thiện đáng kể năng suất và hiệu quả làm việc cho người sử dụng. Cần phải đánh giá xem liệu AI có nuôi dưỡng các giá trị dân chủ và chia sẻ công bằng các lợi ích của nó không, hay chỉ tập trung quyền lực và lợi ích vào tay một thiểu số may mắn. Theo báo cáo cho biết, đã có những tiến bộ đáng kể liên quan đến AI trong các thành phố thuộc khu vực Bắc Mỹ trong 15 năm qua thậm chí sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa trong 15 năm tới. Những tiến bộ gần đây chủ yếu là về mở rộng phân tích các khối dữ liệu lớn được nối kết bằng mạng internet, sensory technologies và ứng dụng deep learning. Trong thời gian tới, khi công chúng tiếp cận với các ứng dụng AI mới trong các lĩnh vực vận chuyển và chăm sóc sức khỏe, họ nên được giới thiệu nhằm thúc đẩy xây dựng lòng tin, cùng sự hiểu biết, tôn trọng quyền con người và dân sự song song với khuyến khích sáng tạo và đổi mới công nghệ AI. Chính sách và quy trình liên quan đến AI cần quy định giải quyết các vấn đề đạo đức, quyền riêng tư và an ninh, đảm bảo các lợi ích công nghệ AI được lan truyền rộng rãi và công bằng với mọi người. Điều này sẽ rất quan trọng trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng tích cực của nó đến cuộc sống các vùng đô thị khu vực Bắc Mỹ vào năm 2030 và lâu hơn nữa kính thưa quý vị bản tin hoa thịnh đốn do sbtn washington dc thực hiện đến đây xin được tạm ngưng kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình tường vi xin được kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới